Konnichiwa, chào mừng các bạn đã đến với Meo TV. Ok, lâu lắm rồi các bạn mới được thấy cái góc giao diện này đúng không mọi người? Tại vì đây là giao diện livestream của mình. Thì mình đã bỏ cái chuyên mục mà phải dùng cái giao diện này đi rất là lâu rồi, đó là chuyên mục reaction. Thì mình thật sự là không phải là không thích cái chuyên mục này, mà tại vì cái chuyên mục này quá là ít view đi, với lại mình nghĩ á, tại vì mình đánh giá mọi thứ đều qua view, nên là ít view thì có nghĩa là các bạn viewer của mình ít thích xem, nên là mình mới phải bỏ nó đi và mình tập trung vào những cái mảng mà mình mạnh nhất. Thì ok, thì hôm nay mình vẫn quay lại cái reaction này bởi vì một cô em gái cũng coi như là bạn của mình đã ra MV mới. Đối với mình thì cô bé này cũng không phải là kiểu bạn thân lắm đâu, mà kiểu vô tình. Thì cái thời mà mình làm YouTuber thì cô em này cũng quen với một người chị em mình là Nabi rồi các thứ, xong có cơ duyên gặp nhau chơi với nhau thì các thứ. Thì hôm nay cô em này có ra một cái MV mới thì mình sẽ reaction để ủng hộ, coi như là thay lời, gọi là kiểu mình không có cái gì nhiều ngoài cái sự ủng hộ trên cái channel của mình thì mình sẽ giúp bằng cách này vậy. Ok, thì hôm nay Hiền Hồ đã ra một MV mới, đó có tên là Có Như Không Có, CNKC của Hiền Hồ nha mọi người, thấy không? Thì mình có bỏ reaction cỡ nào thì Hiền Hồ ra MV mình vẫn reaction đấy. Các bạn có thể ủng hộ MV gốc của Hiền Hồ bằng cách vào channel Hiền Hồ Official để xem MV gốc để ủng hộ cùng với mình nha. Còn hôm nay thì mình sẽ reaction tại đây đây. Ok, để mình đoán xem nào, cái MV này sẽ có Tiki đi cùng bạn chứ nhỉ? Để xem nào. Bum. Đồ, đoán như thần luôn. Thì kiểu lần trước có, lần này phải có thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem MV mới, Có Như Không Có, Hiền Hồ Official Music Video, Maybelline New York nữa. Wow, nhãn hàng. Mình thích Maybelline lắm. Đi cùng Hiền Hồ. Quảng cáo eyeliner, hồi xinh quá. Hiền Hồ kiểu xinh như búp bê, để mở HD lên để xem cái sự xinh này. Ồ, 10, 14, 1440 luôn, không biết như bạn nhà tôi chạy nổi không? Rồi, thấy dòng xoay là biết mạng chạy nổi rồi. Nét quá. Thôi còn 1080 đi. Vẫn là ổn hơn. Kiểu như xinh như búp bê mọi người. Thấy không? Mà kiểu tóc búp bê này rất là hiếm người để hợp. Mình cho tiền mình cũng không dám để đâu. Có vẻ là nhạc ballad. Ơi. Mọi người nên đặt cho Hiền Hồ cái danh hiệu giống như kiểu công chúa ballad các thứ, đúng không? Hình như Việt Nam có nữ hoàng ballad rồi, mình công chúa ballad. Trời ơi sao vậy? Here come the star. Đúng lắm ạ. Chắc là chọi đồ để đi làm ca sĩ. Hình tôi nhảm rồi. Hay ha. Giọng Hiền Hồ thì khỏi bàn rồi. Mình đã gọi là công chúa ballad mà. Rồi cái áo xinh quá, không biết mua ở đâu nữa. Áo xinh quá. Thì kỳ. Son kem lì lâu trôi, Maybelline New York. Wow. Bạn trai mà mua son tặng bồ. What? Wow. Son không trôi, đánh son vô xong hung cái không dính không vô son luôn. Hay á, cái idea quảng cáo này hay á. Cái này đẹp quá. Mình rất thích. Ồ, cái này đẹp nè. Night effort đúng không? Nói chung là Hiền Hồ cũng có gu ăn mặc á. Kiểu nhìn mấy cái MV này. Coi mấy cái MV rồi thấy Hiền Hồ có cái gu ăn mặc ổn. Mình hay bị kiểu để ý về thời trang á mọi người.
ơi, ekip nào mà quay phim đẹp thế, nét vãi. Ui, đá Mỹ. Really? Cái kiểu mà sờ gáy như thế rất là ôm nhu. Chết rồi, nữ phụ đá Mỹ. Chết rồi. Oops. Ôi đẹp trai. Ủa nhưng mà tự nhiên hai người này đang đi dạo biển cái thấy thấy ông này cái là ui tức đúng là một cô gái thẳng thắn. Anh này kiểu ông này kiểu má hai tụi bay giận hờn nhau rồi cái tiền kiến tụi bay đập vỡ ai đền cho tao. đúng chán ha. Đi cắt tóc, cắt tóc cho người ta, ta không trả tiền rồi. Đi cắt tóc cho người ta không trả tiền rồi còn bị bể kiến không ai trả, không ai đền. Nhưng bài này buồn quá. Tôi đang cố làm những cái gì vui đi, không bị buồn theo bài hát ấy. Anh của ngày xưa đâu rồi? Buồn ha. Em đâu ngờ trong quần anh có con chiều. Sốc chứ bộ. Bộ đẹp quá. Khó chấp nhận được á. Đâu phải ai cũng suy nghĩ open. Trời ơi. Cuối cùng đi vẽ. Vẽ hình người yêu mình. Mã thành hữu nữ luôn. Nữ phụ đam mỹ cái hành. Ủa? Hả? Ủa là sao? Ủa là sao? Nữ phụ đam mỹ thành nữ chính công tình. Rồi lý. Hay là nữ phụ đam mỹ thành hữu nữ. Ủa là cuối cùng là sao? Anh nói là anh chị sắp ly hôn. Đáng lẽ chị phải cảm ơn em mới đúng. À không. Hôn nhân này. Đứa con nói vậy là con của Hiền Hồ với đại anh kia. À. Vẫn là nữ phụ đam mỹ thành nữ chính công tình thành nữ phụ đam mỹ cuối cùng lại thành hữu nữ. Yeah. Tôi đã hiểu ra được cái MV này rồi. Nữ chính công tình trở thành nữ phụ đam mỹ. Rồi thành nữ hữu nữ. Yeah, cuối cùng là Hiền Hồ là đồng bọn với tôi. Cái bài này hay quá à. Cái khúc mà khúc cao trào này nè, tôi thích khúc này nè, phải nghe lại. Anh biết anh mơ sẽ chưa. Đâu rồi. Này khúc này. Không mơ lỡ. Em mơ. Em biết anh mơ gì chưa. Anh của ngày xưa đâu rồi. Khúc này hay. Lời cũng hay, giai điệu cũng hay. Khúc cao trào này cũng hay. Như có như không mà thôi. Đây, tên bài hát. Phát hiện cỏ không có màu má. À cái này có màu rồi nè. Đấy mới đúng đắt coi chứ. Hai nốt hay quá. Khúc này hay, lời nó thấm thía. Nói chung là ai đang chia tay á, mới chia tay á thì không biết có nên nghe nhạc Hiền Hồ không, tại vì nó hơi đau đớn, nó hơi dây dứt á. Nhưng mà lời, nếu mà các bạn nào mà sống bằng lý trí nhiều hơn á thì nghe cái lời sẽ thấm thía, dễ tỉnh ngộ ra hơn. Đẹp trai quá. Hai bạn nam đẹp trai quá.
Trời, có tiếng thở cuối nữa, ăn tiền vậy. Ok, thì mình đã reaction xong như có như không có của Hiền Hồ, và mình thấy là cái bài này khá là hay. Nếu các bạn thích nghe ballad thì nên tải về và để vào MP3 để nghe cho nó ngấm nghía, nhất là những bạn mà kiểu sống lý trí một chút trong tình yêu á. Kiểu cái bài này nó buồn, nó day dứt nhưng mà nó không, cái lời của nó không có bị nhu nhược á mọi người. Có nhiều bài ballad buồn á mà tôi nghe cái lời tôi cảm thấy không có thích lắm, tại vì kiểu cái lời nó hơi bị ủy mị và nhu nhược á, nghe nó không có được thoải mái cho lắm, kiểu cứ đang buồn mà nghe mấy bài đó càng mệt hơn á. Tôi cảm thấy là cần có những bài như này, dù nó buồn đúng tâm trạng nhưng mà cái lời bài hát á nó khiến cho mình tỉnh ngộ ra nhiều cái lắm, hiểu không? Giống như cái câu hồi nãy là một ngày nào đó anh cũng sống giống như em mình thôi, kiểu mình đã lừa dối tao thì kiểu kiểu gì mày cũng sẽ bị người khác lừa dối thôi, nhưng kiểu gì gieo gió gặt bão gì đó các thứ đấy. Mình thấy kiểu lời bài hát rất là hay, kiểu tỉnh, nói chung là mình là một người đi theo cái kiểu gọi là lý trí hơn tình cảm á, nên là mình muốn nhiều mọi người cũng nên như vậy trong một trong tình yêu, kiểu sáng suốt một tí, nó đừng có quá ủy mị, nó mệt mỏi lắm. Sống đã đủ mệt rồi, cuộc sống đủ mệt rồi, các bạn không cần phải lao đầu vào những cái mệt mỏi hơn đâu. Đấy, yêu phải nhẹ nhàng, yêu phải vui vẻ, chứ mà yêu mà mệt mỏi quá không không được, đừng nha. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nếu các bạn thấy thích bài hát này cũng như là thấy thích Hiền Hồ thì có thể qua ủng hộ cái MV gốc của Hiền Hồ Có Như Không Có bên Hiền Hồ Official. Còn nếu các bạn thấy thích mình thì cũng có thể like, share, subscribe Mail TV và đi video clip này. Rồi nhấn cái chuông kế bên nút đăng ký để nhận được mọi thông tin mỗi khi Mail TV ra clip mới, giống như clip này đây. Các bạn chỉ cần ấn cái chuông đó thì mỗi khi mà mình ra cái clip này hay clip mới nữa, các bạn sẽ được nhận thông báo ngay về điện thoại và máy tính, về account của mình trên YouTube, để có thể là một trong những người mà coi video clip của mình sớm nhất và có góp phần vô những cái comment, như comment đầu, xem đầu đấy. Đấy, nghe rất là cool đúng không mọi người? Ok, cảm ơn các bạn lần nữa. Sayonara. Chúc Hiền Hồ lần comeback này thành công nha, công chúa ballad.